Ngày 10 tháng 1, Công an thành phố Sông Công đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố Sông Công đã tập trung tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra, giữ vững sự ổn định về chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội triển khai các kế hoạch biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, thành phố. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc tại thành phố sông Công. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước và Bộ Công an, bố trí công an chính quy về cơ sở. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất các nội dung với công an tỉnh tổ chức bố trí lực lượng công an chính quy tại ba xã Tân Quang, Bình Sơn và Bá Xuyên thành phố Sông Công là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh, 100% các xã được bố trí công an chính quy, qua đó góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Nhân dịp này, công an thành phố đã phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2020, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng lực lượng công an thành phố trong sạch vững mạnh toàn diện, thực hiện các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy công an thành phố đã đề ra.